Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nền nông nghiệp Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Để có được những thành tựu đó là nhờ ứng dụng chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đã mang lại những thay đổi tích cực trong nhận thức của nhiều nông dân. Từ phương thức sản xuất truyền thống, nhiều nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Để thấy rõ được hiệu quả từ những mô hình này, hôm nay sẽ giới thiệu đến quý khán giả mô hình chăn nuôi trâu bò, thương phẩm từ Hợp tác xã Lúa Vàng, một hợp tác xã điển hình và hiệu quả tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp và Sản xuất Nông nghiệp Lúa Vàng được thành lập vào tháng 6 năm 2009 tại xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Hoạt động trên nhiều lĩnh vực như cung cấp thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất và tiêu thụ lợn giống, trâu bò giống, giết mổ và tiêu thụ thịt lợn. Sản phẩm chủ lực là con giống, thức ăn chăn nuôi, giết mổ, gạo thơm. Qua 12 năm phát triển, hợp tác xã đã đạt nhiều thành quả đáng phấn khởi, từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho các thành viên và người lao động. Hợp tác xã đã mở rộng thị trường thông qua các chương trình dự án như cung cấp bò giống cho chương trình phục hồi thu nhập tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ. 300 con trâu bò cho dự án xóa đói giảm nghèo tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Một số chương trình dự án của tỉnh Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hòa Bình. Liên minh hợp tác xã với vai trò là đại diện cho các hợp tác xã nói chung và hợp tác xã Lúa Vàng trong thời gian qua đã hỗ trợ hợp tác xã, thứ nhất là nâng cao năng lực của quản trị điều hành bằng cách là tổ chức các cái chương trình tập huấn chuyên sâu cho hợp tác xã cũng như là các hợp tác xã và giới thiệu lãnh đạo hợp tác xã tham gia các cái lớp tập huấn chuyên ngành cao cấp tại nước ngoài do Liên minh Việt Nam và các bộ ngành tổ chức. Thứ hai nữa là Liên minh hợp tác xã tỉnh cũng đã hỗ trợ và giới thiệu hợp tác xã Lúa Vàng tham gia cái chương trình xây dựng chuỗi liên kết cho sản phẩm lợn của hợp tác xã, đến nay thì cũng đã phát huy tính hiệu quả cao. Thứ ba là Liên minh hợp tác xã cũng đã hỗ trợ và giới thiệu hợp tác xã tham gia rồi tiếp cận cái nguồn vốn hỗ trợ của quỹ phát triển hợp tác xã trung ương và của tỉnh. Tuy gặp không ít khó khăn thách thức, nhưng hợp tác xã luôn nỗ lực vì mục tiêu công, vốn và trí tuệ vào sản xuất và cung ứng nhiều sản phẩm và dịch vụ vươn xa thị trường, nên doanh thu hợp tác xã liên tục tăng. Năm 2016, tổng doanh thu của hợp tác xã đạt trên 32 tỷ đồng. Đến năm 2021 thì doanh thu hợp tác xã đạt và vượt 40 tỷ đồng và dự kiến năm 2022 đạt 50 tỷ đồng doanh thu. Bên cạnh đó, hợp tác xã Lúa Vàng còn tập trung về mảng sản xuất thức ăn chăn nuôi và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Để đạt được kết quả này, tập thể chi bộ, ban giám đốc hợp tác xã không ngừng đổi mới phương pháp quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp và Sản xuất Nông nghiệp Lúa Vàng thì là một hợp tác xã nông nghiệp độc lập về mặt tài chính và chúng tôi được thành lập vào ngày 29 tháng 5 năm 2009. Hợp tác xã thì những ngày đầu thành lập thì vô cùng khó khăn từ quy mô về vốn cũng như là quy mô về thị trường thì năm đầu tiên mà hợp tác xã thành lập thì chúng tôi chỉ đạt được cái doanh thu là 300 triệu. Thế thì sau đó thì nhờ cái quá trình định hướng phát triển của hợp tác xã, chúng tôi định hướng chủ lực là con trâu bò rồi con lợn giống thì cái doanh thu của hợp tác xã thì tăng lên đều đặn hàng năm. Và đến năm 2021 thì doanh thu của hợp tác xã đạt được khoảng 40 tỷ đồng. Và dự kiến năm 2022 thì chúng tôi đạt được doanh thu khoảng 50 tỷ đồng. Thì cũng là một trong những cái quá trình phát triển của hợp tác xã thì chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất là tích cực từ phía Liên minh hợp tác xã tỉnh, rồi các cơ quan quản lý của nhà nước như Chi cục Thú y tỉnh, rồi Phòng Nông nghiệp, Ủy ban dân huyện Yên Dũng và các cái ngành chức năng của địa phương giúp đỡ và tạo điều kiện cho đơn vị. Bên cạnh mục tiêu phát triển thì hợp tác xã luôn chú trọng đến yếu tố phát triển bền vững, đảm bảo cảnh quan môi trường. Toàn bộ khu nuôi được hợp tác xã đầu tư khu xử lý chất thải, một phần chất thải được phục vụ làm phân bón nông nghiệp cho các vùng trồng rau của hợp tác xã. Ngoài ra, những phần chất thải còn lại được xử lý qua hệ thống xử lý thải, sau đó thải ra môi trường với điều kiện an toàn và đủ tiêu chuẩn. Với suy nghĩ mới, cách làm mới và những kiến thức cùng sự cần cù của bà con nông dân, thì giờ đây những người làm nông nghiệp từ mục tiêu xóa đói giảm nghèo nay đã có những người làm giàu từ nông nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình.